Tiếp tục qua việc anh chị ơi. Căn nhà sổ hồng riêng giá rẻ 69m2. Sổ hồng riêng anh chị nha. 1.850.000.000. Mua là đi công chứng, sáng tên, có hỗ trợ ngân hàng. Ngày hôm nay em Hải mang tới cho anh chị mình trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản một căn nhà giá rẻ tại thành phố Thuận An. Căn nhà này quý anh chị 1.850.000.000. Anh chị nghe không nhầm đâu ạ. Căn này 69m2 anh chị nha. Sổ sách giấy tờ đầy đủ nha, sổ riêng nha, sổ hồng riêng nha. Em Hải không bán sổ chung, anh chị yên tâm nha. Đấy. Điều đặc biệt là căn nhà của mình đường ô tô và thậm chí là đường xe tải luôn đó quý chị ha. Đó, đường rộng rãi thoải mái quý chị nha. Đây, ghi hình thực tế cho anh chị mình chiếc xe tải đâu quý chị thấy không? Đó, chiếc xe tải đâu quý chị nha. Đó, nó phải thực tế quý chị ha. Cái đường trước nhà của mình thì đường bê tông, đường ô tô, đường xe tải ok. Đây, đường bê tông như mình đây. Đó. Cái đường lớn ngay phía trước đó quý chị. Đó ngay đó luôn ha. Chỗ đó là đường bình chuẩn. Đó đó. Cái xe mới chạy qua đó quý chị. Bình chuẩn 17 ha. Chỗ đó đường bình chuẩn 17. Nhà mình gần ngã tư Bình Chuẩn, gần ủy ban phường Bình Chuẩn, gần giáo xứ Bà Trà, gần đường DT743. Đó. Những cái vị trí mà em Hải vừa nêu tên nó chỉ loanh quanh khoảng 500 đến 700 mét thôi anh chị nhá. Đấy, 500 đến 700 mét thôi. Đó thông tin thực tế đâu quý vị. Thì nhà mình tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Đây là một căn nhà giá rẻ 1.850.000.000, anh chị có thể mua để ở, mua cho thuê. Mình cho thuê cũng được hoặc không thì mình ở. Tại vì giá này rẻ mình có ngay một căn nhà. Với diện tích đất là 69m2. Đấy. Nhà có 2 phòng ngủ anh chị nhá, có phòng khách nhá, công năng đầy đủ nhá. Đó, có nhà ăn, nhà bếp rồi nhà vệ sinh đầy đủ hết. Nhà mình sổ hồng riêng giống như em nói nhá, tất cả bất động sản em Hải review trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản và mang tới cho anh chị mình là tất cả đều sổ hồng riêng. Đó, bên em không bán sổ chung nên anh chị yên tâm, sổ riêng pháp lý là ra công chứng phòng công chứng chuyển nhượng sang tên. Phía trước là sân xe máy đúng không quý chị? Ngang 4, nhà mình ngang 4 dài hơn 17. Cái này 69m anh chị nhá. 69m có 60m thổ cư rồi. Đấy, sổ hồng riêng. Nên là anh chị mình mua là công chứng luôn, sang tên cho anh chị mình luôn. Anh chị mình sẽ có nhà đón Tết luôn. 2 phòng ngủ đó quý chị thấy không? Phòng khách nhà mình đây. Đó, thế đây là một căn nhà giá rẻ mà cái đường trước nhà thì rộng, đường ô tô tới nhà và thậm chí là xe tải vào được, giống như hồi nãy em có quay cái chiếc xe tải ở bên trong đó cho anh chị mình xem đó. Được. Mình nhìn từ phía trong ra một xíu nữa quý chị. Đó. Nhà này nhà cũ, nhà đã qua sử dụng, mới vừa được làm mới lại, ốp gạch lên cho đẹp quý chị ha. Đó. Một gạch này lên được khoảng hơn mét đó quý chị thấy không? Rất ok. Mình có căn nhà mình đón Tết luôn, 1.850.000.000 mình vẫn còn thương lượng anh chị nhá. Nhà giá rẻ nhá. Giá này vẫn còn thương lượng thì anh chị cứ tưởng tượng đi, anh chị sẽ mua được với một mức giá là dưới 1.850.000.000. Chính xác là như vậy. Tại vì giá mình còn thương lượng. Anh chị muốn gặp anh chủ này không? Mình gặp luôn, mình nói chuyện hoặc không thì anh chị mong muốn giá nào thì cứ nói anh chị nhá. Đó, còn anh chị đi xem thực tế thì cứ alo cho em Hải. Em có thể đón anh chị mình ở ngã tư Bình Chuẩn, ủy ban phường Bình Chuẩn, giáo xứ Bà Trà. Đó. Hoặc là những vị trí khác anh chị yêu cầu, anh chị cứ nói với em Hải nhé. Còn nhà mình là gần những cái vị trí mà em vừa nêu tên đó. Tại vì tất cả các cái thông tin em Hải đưa là nó phải đầy đủ, từ diện tích, giá cả, rồi vị trí nhà. Cái vị trí nhà rất là quan trọng, tại vì sao? Nó sẽ phù hợp với anh chị. Có nhiều anh chị là mong muốn tìm nhà ở gần khu vực đó chẳng hạn ha, thì anh chị sẽ biết được những cái vị trí đó là căn nhà của mình ở đó. Đấy, phòng ngủ số 2 đây. Thì nhà mình là gần ủy ban phường Bình Chuẩn, gần ngã tư Bình Chuẩn, gần giáo xứ Bà Trà, ba vị trí đó anh chị nhé. Đấy. Tại vì đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Mà ở Bình Chuẩn thì ngã tư Bình Chuẩn là gần như ai cũng biết quý chị ạ. Đó, chỗ đó là trung tâm đó. Rồi, bếp ăn này, nhà vệ sinh ở cuối. Đấy. Thì đây là một căn nhà cấp 4, nhà đã qua sử dụng, nhà được cải tạo làm mới lại, rất là đẹp. Anh chị mình có ngay một căn nhà giá rẻ để mình đón Tết 2024 anh chị nhá. Đấy. 1.850.000.000 anh chị vẫn còn thương lượng với anh chủ nhà, thương lượng chính chủ, thương lượng có hai cách. Một, anh chị có thể tự trả giá qua em Hải. Hai, anh chị mong muốn gặp chính chủ nhà để đàm phán để trả giá ok luôn, miễn là anh chị báo trước giúp em để em còn nói chuyện lại với bên chủ nhà rồi mình sắp xếp thời gian là hai bên mình sẽ gặp nhau với anh chị nha. Rồi còn trong quá trình đi xem thực tế thì anh chị cứ điện cho em Hải bất cứ lúc nào, miễn là nếu anh chị điện trước được cho em Hải khoảng 30 phút là đẹp nhất, thì em sẽ chủ động chu đáo hơn để đón anh chị mình đi xem anh chị nhá. Đấy, thì video này là một căn nhà giá rẻ mà em Hải mong muốn gửi tới cho anh chị, những anh chị đang cần tìm nhà tại thành phố Thuận An mà dưới 2 tỷ để cho anh chị tham khảo nhá. Và chính xác căn nhà này là chỉ có 1.850.000.000 thôi, nhà vẫn còn thương lượng, 69m2, thổ cư 60m, ngang 4, dài hơn 17. Nhà mình hướng đông bắc dành cho anh chị Tây Tứ Trạch quý anh chị nha. Phía trước thì có sân xe máy và có phòng khách, có 2 phòng ngủ giống như nãy giờ em vẫn có ghi hình thực tế cho anh chị mình xem. Hàng xóm xung quanh là ở kín ở full, đường thì đường ô tô giống như nãy quay cho anh chị mình xem rồi. Thì bây giờ em đi ra đây một xíu nữa em sẽ kết thúc video căn nhà mà nãy giờ đang quay phim cho anh chị mình đây. Còn cái đường xe ô tô xe tải đâu quý anh chị thấy không? Đó, rất thực tế nha. Rồi rất là cảm ơn quý chị đã xem đến những giây phút cuối cùng.
Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải để xem nhiều video mới, nhiều căn nhà, nhiều lô đất giá rẻ. Em xin chào, hẹn gặp anh chị trong những video tiếp theo.